Ba ông lên đây. Rồi, ba ông lên đây. Rồi, ông được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng mà đặc biệt có mấy ơn gần đây thôi. Tức là con bị nhồi máu não, bị nhồi máu cơ tim, chạy chữa hết viện này viện khác, Việt Nam Việt Bắc viện Bắc chứ đâu mà vô phương cũng chưa cả. Thì được con em giới thiệu cho con có Trà Long ở huyện Nhà Bè đây, thì gọi như là và cho con cái đài, thì con hồi đầu tháng 12, tức là ngày 13 tháng 12 thì con vào đấy thì được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì ngay tối hôm đó về là con có một cái bệnh, tức là bị mù chảy đá tái, tức là phải dùng bóng ngược lại, nhưng mà ngay tối hôm đó là nó khô thạch luôn. Cái gì bệnh gì? Cái bệnh chảy mù tái đấy ra. Chảy mù tay. À. Rồi bệnh nhồi máu não với nhồi máu cơ tim, rồi thoái hóa cột sống cổ, rồi cột sống lưng đi. Dần dần hiện nay nó đều bị tán biệt đâu rồi á. Hallelujah! Ông ạ, tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, con là Francisco Lê Văn Quảng, con 69 tuổi, con đến từ giáo xứ Vĩnh Phước, tỉnh Hà Tĩnh. Vâng, một ông 69, gần 70, mà bệnh chảy mủ tay, bệnh nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và gì gai cuộc sống. Vâng, bây giờ ông đã được chữa khỏi, ông đã đến đây được gặp tay và được Chúa chữa lành. Thầy tặng ông cái máy 300 bài giảng, máy mới, lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi, mời anh.